Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em yêu tâm thanh thân mến. Thì trong video hôm nay thì Quốc Hùng sẽ đi vào giới thiệu như test hoạt động của chiếc đáy JBL MBX 1002, một con đáy khủng mà bên em vừa tuyển chọn về cho tất cả bác với hình thức là gọi là đẹp xuất sắc luôn, từ trong ra ngoài nha bác nhé. Đấy, con này thì chạy tổng cộng là 48 sò 24 tụ và cũng như công suất của nó là 1600W ở 2 ôm, 1400W, ở 4 ôm là 1200W và ở 8 ôm là 800W nha bác nha. Đấy, đó là công suất thực ra lo và cũng như là công suất CT, còn công suất mono là 3600W ở 4 ôm và 2400W ở 8 ôm nha. Đấy, con này có trọng lượng, tổng trọng lượng nặng là 31 kg 7 đúng rồi, 31 kg 7 nha bác nha. Khá là nặng, tiện trên 30 kg, rất là khủng, trụ nguồn vàng, điện là 230V. Con này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 18.500.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác nha, tại kèm theo bộ gia Canon. Và cũng như là hôm nay em sẽ đi vào test chất âm của nó, đánh vào đôi lo BWS5 nha bác nha, BWS5. Cho tất cả bác cũng lấy nghe một đôi bát 40, cũng như trực kèm đôi lo BWS5 bỏ cạp á. Thì các bác biết cái độ chắc nó rồi, giá là 20.500.000, giá bên em cũng đã bao ship. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Rồi, giờ thì em test sản phẩm cho tất cả bác cùng lắng nghe.
nha, bác đánh đà tịch nịch luôn, nghe rất là hay, bắt ra gọn gàng và sâu uy lực, nghe cực kỳ là mê luôn bác. Chép thì tươi tắt luôn. Rồi đấy, có giá là 18.500.000, đôi lo BYS V5 có giá là 20.500.000. Tất cả bên em bao ship, các bác yêu sản phẩm nào thì liên hệ trong hôm qua hai số gọi là 0363648707 hoặc là 0393110459, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi là 707 nha các bác nha. Thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể chi tiết, các bác cứ xem kênh, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, bấm vào chuông cập nhật những video mới nhất. Em xin cảm ơn và hẹn lại tất cả các bác.